Aquasalin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Vui của chúng tôi. Chương trình được phát sóng vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Và hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một vấn đề mà chắc hẳn những ngày này thì rất nhiều quý vị và các bạn quan tâm. Những ngày hè nóng nực và chúng ta khi mà ra ngoài hoạt động, ở ngoài trời, thậm chí là kể cả ở trong không gian đông người, với những người mà bị tiết mồ hôi, tăng tiết mồ hôi hay là bị hôi ở vùng nách, quả thật sẽ cảm thấy vô cùng thiếu tự tin và điều đó sẽ dẫn đến chúng ta không thể thành công trong một số công việc mà chúng ta đang thực hiện, đúng không ạ? Và hôm nay chúng tôi muốn đưa đến cho quý vị các bạn những thông tin về những sản phẩm để quý vị các bạn có thể lựa chọn để rồi mang đến cho chúng ta sự tự tin trong những ngày dài nóng nực như thế này. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia của chương trình, chuyên gia Trần Thị Thanh Nho. Chào MC. Phú Quốc đẹp cực, hay là cuối tháng 7 đi, anh em mình mời bố mẹ đi một chuyến, anh giả 3/4 tiền, 1/4 anh cho mày giả. Thôi, anh có bao chọn em trả đi. Ơ cái con này, thế suốt ngày mày cứ nằm ở nhà này không đi đâu à? Mày đi chơi đi chứ. Thì Phú Quốc đẹp như thế này cơ mà. Khổ nhở, anh thích rủ ai thì rủ, em không đi đâu. Thế thì thôi, đi vào trong kia rửa bát đi. Để cái bộ bát đĩa suốt từ buổi sáng đến bây giờ, đi vào rửa đi. Ôi dồi ôi, rửa cái gì? Hôm nay bố mẹ có ở nhà đâu. Tối nay anh em mình cứ ra quán mà ăn, đỡ phải rửa, mai rửa. Ồ, lại mai rửa. Thế mày tắm chưa hả em? Hay là lại để mai tắm hả em? Con gái con đứa gì sao được? Mày lười thế nhỉ? Hả? Lười như thế này chẳng thằng nào nó yêu đâu nhá. Trông thì cũng xinh xắn đấy. Thế mà hai bên này là kẹp hai cái chuồng vịt cạn mà. Ngồi đây nó cứ phảng phất tao bóc cái này, mãi tao đã ăn được miếng nào đâu. Không ăn được thì thôi, đi chỗ khác mà ngồi. Cái gì đấy, xem nào, xem nào. Của em ạ. Cái nào? Đưa đây. Đưa đây. Lăn nách hương thơm dài lâu, đập tan mùi hôi nách, hàng xách tay chuẩn không cần trình. Úi dồi ôi, bao nhiêu thứ thế này. Nhiều loại thế, chọn được có loại nào chưa? Nhiều quá anh không biết chọn loại nào nhỉ. Theo anh mày cứ mua hết về em ạ. Đổ ở chậu mày quấy đều xong mày đổ vào một cái lọ nó cứ thế mà lăn. Anh bị điên à? Này, xử lý cái việc ấy đi, nếu không là ế đấy. Thưa chuyên gia, trên thị trường hiện nay thì có những cái loại lăn nách xịt khử mùi dạng nào ạ? Và ưu nhược điểm của chúng ra sao ạ? Trên thị trường hiện nay thì người ta thường phân loại ra làm 4 cái loại lăn nách mà khử mùi thì hiện nay người ta hay dùng. Đầu tiên chúng ta phải nói đến là khử mùi, lăn nách khử mùi mà cái dạng mỹ phẩm. Bởi vì đã nói mỹ phẩm thì nó sẽ hay có hương liệu. Và cái tận diện của cái dòng sản phẩm này là theo cái hương liệu của nó. Và thông thường nó hay chứa cồn và người ta thường sử dụng vào buổi sáng. Và nó chỉ có hiệu lực trong khoảng vài tiếng đồng hồ thôi. Thì đấy là cái dạng mỹ phẩm. Còn đối với dược mỹ phẩm thì người ta lại thấy rằng là nó khắc phục được những cái nhược điểm trên. Tức là nó cũng không sử dụng cồn, nó không sử dụng những cái hương liệu để nó có cái mùi. Và đồng thời là nó được chiết xuất từ những hương liệu từ thiên nhiên. Và đặc điểm là người ta hay sử dụng bôi vào buổi tối chứ không sử dụng vào buổi sáng, tức là lăn nách vào buổi tối để cho nó có tác dụng thẩm thấu được lâu hơn. Và chính vì thế thì nó kéo dài được hơn. Nó vừa có tác dụng kép, tức là ngăn tiết mồ hôi tận gốc và đồng thời khử được cái mùi mồ hôi nách. Nhưng cái dạng sản phẩm tiếp theo mà người ta cũng thấy hay dùng nữa là lăn khử mùi mà nó lại dạng nước hoặc là dạng sáp. Đối với dạng nước và dạng sáp thì hầu hết người ta cũng đánh giá rằng là có tính chất là khử mùi được tốt. Thế nhưng mà người ta thấy rằng đối với dạng nước thì khi mà bôi xong, những người tiêu dùng mà họ sử dụng cái lăn khử mùi dạng nước hoặc dạng sáp thì đa số là họ cũng đều đánh giá rằng là nó có tác dụng khử mùi. Nhưng đối với lăn khử mùi dạng nước thì người ta thấy rằng là khi sử dụng thì nó có cảm giác ướt át ở cái vùng nách. Vì thế anh lại phải chờ một thời gian ít nhất là khoảng 5-10 phút để cho nó khô với bắt đầu mặc áo được vào. Và cái lăn khử mùi dạng sáp thì nó lại gây một cái khác, tức là nó không gây cảm giác bị ướt như là dạng nước. Nhưng mà khi bôi thì cái dạng sáp nó sẽ tạo thành một cái vết trắng ở trong vùng nách. Đấy là cái đối với lại cái lăn khử mùi. Và người ta thấy rằng đối với cái dạng này thì cái tính chất ngăn tiết mồ hôi được rất ít, chỉ thường khoảng 20%. Và một cái dạng nữa là dạng xịt.
Thế thì xịt tức là người ta khi cảm thấy trong cơ thể nó có mùi chẳng hạn, hoặc là có người thích có những cái mùi thơm thì người ta có thể dùng cái dạng xịt ấy, xịt lên cả toàn thân. Thì cái này nó vì là có tính chất nó giống như là nước hoa nữa, cho nên là nó thứ nhất là nó sẽ làm giảm được cái tiết mồ hôi, tức là cái mùi, nhưng nó giảm nhẹ nhàng hơn và nó cũng không đặc hiệu cho từng, chuyên biệt cho từng người. Chính vì thế thì cái tác dụng của nó chỉ là giống như là một cái loại hương liệu giống như nước hoa để cho anh có thể là chơi bời và sử dụng trong thời gian ngắn thôi, chứ nó không kéo dài được. Thì đấy là bốn cái đặc điểm của những cái loại hay có trên thị trường hiện nay. Có thể thấy là mỗi một loại thì đều có những cái ưu nhược điểm của mình đúng không ạ? Vậy thì cái loại lăn nách xịt khử mùi nào được đánh giá cao, hiệu quả, an toàn và tiện lợi cho người sử dụng ạ? Và cái cơ chế hoạt động của nó thế nào ạ? Chúng ta cũng thấy rằng cái lăn khử mùi mà nó tiện lợi và an toàn cho người sử dụng nhất hiện nay chính là lăn khử mùi dạng dược mỹ phẩm. Nó có tác dụng tức là nó chữa được tận gốc, nó vừa ngăn tiết mồ hôi. Thì chính cái ngăn tiết mồ hôi, nó không tiết nhiều mồ hôi thì nó làm cho cái vi khuẩn ở trên cái bề mặt da không sinh sôi và không tạo nên cái mùi hôi ở nách. Tức là nó là cơ chế kép, vừa ngăn tiết mồ hôi vừa khử mùi hôi. Và đồng thời nó lại là cái sản phẩm nó đã được sự kiểm nghiệm và đánh giá của cả các chuyên gia da liễu rồi. Cho nên là người ta thấy nó rất an toàn đối với kể cả những phụ nữ có thai hoặc là sau khi sinh. Và đây là cái sản phẩm thiên nhiên cho nên nó lại cũng không gây kích ứng ở trên da. Và đồng thời là cái tác dụng của nó lại kéo dài, có thể tới 72 giờ. Chứ anh không cần phải sử dụng hàng ngày mà chỉ kéo dài được có vài tiếng giống như là các sản phẩm kia. Và đồng thời cái ưu điểm nữa của cái lăn khử mùi dược mỹ phẩm nữa là nó lại chính vì chất xuất an toàn và nó từ thiên nhiên, cho nên là bạn có thể sử dụng lâu dài mà không gây kích ứng, không lo những cái tác dụng phụ xảy ra đối với lại người tiêu dùng. Nhưng khi mà sử dụng thì các bạn cũng vẫn phải nên chú ý rằng giữ vệ sinh thạch sạch sẽ trên thân thể là một. Và cái thứ hai nữa là nên sử dụng vào buổi tối để cho nó có thời gian. Thứ nhất là lúc ấy là cái tuyến mồ hôi nó hoạt động ít. Chứ nếu mà nó hoạt động nhiều thì nó cũng không thể ngấm được. Nó không có cái lỗ để cho chúng ta, để cho các sản phẩm ngấm vào. Với cái thứ hai nữa là ngoài cái đấy thì bạn cũng phải lau khô, tắm rửa sạch sẽ. Sau đấy với dùng cái lăn khử mùi rồi dược mỹ phẩm thì cái hiệu quả nó được tốt hơn. Và đây là một cái loại sản phẩm nó không chứa cồn, không chứa dược liệu, cho nên là các bạn có thể yên tâm là sử dụng cứ đúng cái thời gian, ví dụ như khoảng 3 ngày các bạn mới có thể sử dụng một lần đối với lại những cái dạng màu hồng hoặc màu xanh đậm. Còn những cái dạng mà thường ngày thì các bạn vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng mà nó vẫn đủ ngăn tiết mồ hôi cũng như là khử mùi hôi trong cả 24 tiếng. Chúng ta cũng biết rằng trong bốn cái phương pháp mà khử mùi thì tôi vừa nói lên thì các bạn cũng thấy rằng mỗi phương pháp nó có một cái ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Nhưng cái mà nổi bật nhất là phương pháp lăn khử mùi của dược mỹ phẩm. Đây là một cái dạng mới mà nó đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Dạng tức là dạng lăn khử mùi mà nó không cồn, không hóa chất và đồng thời là kéo dài liên tục được và khử mùi được trong 72 giờ đã được Bộ cấp phép lưu hành. Thì đây là một cái sản phẩm mà được tin tưởng hiện nay và được các chuyên gia tin dùng và người tiêu dùng cũng đánh giá rất cao. Như chuyên gia vừa phân tích thì có thể thấy là cái loại lăn khử mùi mà nó không mùi, không cồn, nó không hóa chất như vậy thì có thể được coi là một trong những phương pháp tối ưu để mà mọi người có thể xua tan đi những cái sự mệt mỏi, lo lắng và tự ti vì cái mùi hôi vùng nách hay là những cái tăng tiết mồ hôi của mình được giảm hiệu quả đúng không ạ? Vậy thì chuyên gia có thể đưa ra những cái tiêu chuẩn nào để chúng ta lựa chọn được cái loại lăn nách không mùi không cồn như vậy mà lại có hiệu quả cao, an toàn, tiện lợi cho người sử dụng? Chúng ta cũng biết rằng trên thị trường có rất là nhiều những cái loại mà cũng đưa ra là khử mùi hôi vùng nách, ngăn tiết mồ hôi và cũng dược mỹ phẩm. Nhưng mà hầu hết những cái sản phẩm ấy phần đa là nó là chất xuất từ các chất hóa học. Chính vì thế cho nên là nếu như chúng ta sử dụng mà bạn sử dụng ở trên da thì nó có thể ảnh hưởng đến dẫn cái viêm kích ứng trên da, và nếu như sử dụng kéo dài thì có thể ảnh hưởng tới máu và có thể là gây hại đến sức khỏe của mình, và nó có thể gây những cái biến chứng ở trên da và có thể lâu dài còn có thể ảnh hưởng đến cả vấn đề rối loạn nội tiết tố trong cơ thể. Chính vì thế thì tôi khuyên rằng các bạn hãy chọn những cái sản phẩm lăn khử mùi nhưng của dược mỹ phẩm, nhưng nó phải có những tiêu chuẩn sau đây. Cái thứ nhất là phải chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên.
Bởi vì có nguồn gốc từ thiên nhiên thì những nguyên liệu ấy nó phải được sản xuất ở trên những dây chuyền hiện đại, nhưng đồng thời nó cũng phải có cái nguồn gốc là được sản xuất ở những nơi phương pháp trồng hữu cơ để nó đưa đến cái sản phẩm tuyệt đối an toàn. Cái thứ hai, sản phẩm đấy phải được Bộ Y tế những hoặc những cơ quan kiểm nghiệm cho phép lưu hành. Và cái thứ ba nữa là nên sử dụng những cái sản phẩm mà chuyên biệt. Đó chuyên biệt đối với phụ nữ, đối với những dạng mà những người có thể nhiều mùi mồ hôi rồi người ít mùi mồ hôi, nam giới riêng, nữ giới riêng, để cho nó có cái hiệu quả một cách tuyệt đối. Và có quan trọng nhất là phải có cái tác dụng, một cái tác dụng kép, vừa ngăn tiết mồ hôi tức là từ gốc và vừa trị cái phần ngọn tức là cái phần mà nó gây cái mùi mồ hôi nách, và nó không chứa cồn cũng như không chứa hương liệu, không gây ố vàng nách áo, luôn luôn giữ thông thoáng nách áo trong tất cả cái thời gian mà mình sử dụng sản phẩm này. Thì đấy là những cái tiêu chuẩn mà quan trọng nhất. Xin cảm ơn chuyên gia. Đây có thể được coi là những tiêu chuẩn mà mọi người có thể dựa vào đó để khi chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm cho phù hợp, đúng không ạ? Đúng là sau khi chương trình phát sóng thì đã có rất nhiều những cái cuộc điện thoại mọi người gọi về, bởi vì đây quả thật là vấn đề quan tâm khi mà chúng ta ở trong ngày hè nó quá nóng nực, và cái việc mà bị ảnh hưởng bởi vì cái việc tăng tiết mồ hôi rồi có mùi hôi ở vùng nách hoặc là ở một số những bộ phận trên cơ thể là điều không thể tránh khỏi ạ. Và mọi người thật sự rất quan tâm tới sản phẩm mà hôm qua chuyên gia có phân tích và chia sẻ. Đó là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm lăn nách, khử mùi. Thứ nhất là nó phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Cái này là vô cùng quan trọng đúng không ạ? Nhưng mà nó lại được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó có tác dụng kép cho hiệu quả kéo dài, sử dụng trong một thời gian rất dài, ví dụ như là thậm chí 72 giờ mà chúng ta không phải sử dụng lại. Rồi lại không mùi, không cồn. Quả thật là nó bao gồm rất nhiều những tiêu chuẩn mà chúng ta mong đợi. Vậy thì hiện nay xin được chuyên gia chia sẻ là trên thị trường có loại sản phẩm nào mà có thể đáp ứng được những cái tiêu chuẩn mà như chuyên gia đã phân tích ngày hôm qua? Trên thị trường hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng rất nhiều loại mỹ phẩm, tức là những cái dạng mà dược mỹ phẩm để sử dụng trong cái dạng mà để khử mùi hôi mùi nách, chúng ta cũng thấy rằng thị trường nó nhiều quá rồi. Nhưng chúng ta lại phải lựa chọn được những cái sản phẩm mà nó, theo như tôi đánh giá hiện nay trên thị trường thì chỉ có Aquaseline là một sản phẩm đã được nhập khẩu từ châu Âu và nó đã được phân phối ở Việt Nam với những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Bởi vì là chúng ta cũng biết rằng khi mà chúng ta muốn điều trị được cái căn bệnh mùi hôi nách này thì lại phải hiểu được cái nguyên nhân gây ra bệnh. Thế thì anh phải chữa được nguyên nhân thì anh mới điều trị tận gốc được. Chứ anh chỉ làm để cho nó khử bôi mùi thôi thì nó sẽ không có hiệu quả và không an toàn. Chính vì thế thì Aquaseline nó đạt được những cái tiêu chuẩn nào? Cái thứ nhất là nó được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, cho nên các nguyên liệu lựa chọn vào là những nguyên liệu hoàn toàn sản xuất trên một cái, tức là một cái cây trồng hữu cơ rồi, tức là nó đảm bảo ngặt nghèo tất cả những tiêu chuẩn. Cái thứ hai là được sản xuất trên một cái dây chuyền của một nhà máy sản xuất mỹ phẩm trong top 3 của Ba Lan. Chúng ta biết đã châu Âu rồi nhưng nó lại top 3 nữa cơ, thì nó sẽ đảm bảo được không mất tất cả những cái tinh chất ấy đi. Và cái thứ hai nữa là đây là một cái sản phẩm mà nó đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và đồng thời đã được phân phối trên thị trường rất là lâu rồi. Và sản phẩm này nó đặc biệt hoàn toàn không có cồn, không chứa các cái chất độc hại để gây hư hại. Và anh có thể an toàn sử dụng cho cả phụ nữ lẫn những phụ nữ vừa mang thai, những phụ nữ sau sinh đều có thể sử dụng được. Mà sử dụng lâu dài, không gây một cái tác dụng phụ gì. Và đồng thời lại rất là tiện lợi, mình có thể mang theo được. Và một cái thành phần mà cũng quan trọng không kém ở trong Aquaseline là chúng ta thấy rằng trong Aquaseline thì nó lại mang tất cả những cái thành phần đã từ thiên nhiên rồi. Nhưng mà đồng thời thì khi mà sử dụng thì các bạn cũng nên phải chú ý là đảm bảo tất cả những cái tiêu chuẩn mà chúng ta vẫn nói ở phương pháp ở bên trên để cho nó đạt được hiệu quả cao, thì bạn vẫn cần phải thứ nhất là làm sạch sẽ cái vùng vệ sinh thân thể của mình. Cái thứ hai là vẫn phải bôi và sử dụng đúng cái vùng ấy vào buổi tối trước khi đi ngủ, sau khi đã làm sạch. Và cái thứ ba nữa là luôn luôn mặc các quần áo rộng thoáng để cho nó có thể thông thoáng, không đọng lại mùi mồ hôi thì nó sẽ được kéo dài cái tác dụng. Và một cái ưu điểm đặc biệt của Aquaseline mà chúng tôi là những chuyên gia da liễu rất thích, tức là sản phẩm này đã kéo dài được 72 tiếng. Nhưng mà đồng thời chúng ta khi mà ví dụ như bạn chuẩn bị là bạn sử dụng nó thì bạn chỉ thấy là sau 30 giây là đã có hiệu quả rồi.
Và đây là một sản phẩm đã được nhập khẩu từ châu Âu và được phân phối độc quyền bởi công ty dược phẩm Vinh Gia, là một công ty mà rất có uy tín về dược phẩm ở trên thị trường. Vì thế chúng ta có thể hoàn toàn tin dùng, và tôi mong rằng các bạn phải chọn đúng được cái sản phẩm do công ty phân phối, chứ chúng ta cũng không nên nhầm lẫn với những sản phẩm khác. Vâng. Thực ra như chuyên gia vừa phân tích thì cũng có nhiều người đặt câu hỏi, đó là trên thị trường hiện nay không phải là không có những loại lăn nách dược mỹ phẩm cũng không mùi và cũng cho hiệu quả kéo dài tương tự như Aquaseline. Và mọi người muốn biết rằng vậy thì những sản phẩm đấy giống và không giống Aquaseline ở điểm gì? Thứ nhất là chúng ta cũng biết rằng nó sẽ có rất nhiều, bởi vì là cái bệnh này nó có từ lâu rồi mà, thì người ta phải tìm nhiều phương pháp chứ. Và các cái trên thị trường thì nó vẫn có những cái dạng dược mỹ phẩm khác nhau để người ta có thể đưa ra cái hiệu quả như thế. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng những cái loại dược mỹ phẩm khác thì nó sẽ, thứ nhất là người ta thấy rằng hay sử dụng bằng những cái sản phẩm bằng các cái chất hóa học để cho nó đạt được cái hiệu quả khử mùi. Cho nên là cái sự ngăn tiết mồ hôi nó ít hơn, tức là anh từ gốc được ít hơn. Và cái thứ hai nữa là vì nó là các chất hóa học cho nên chúng ta không sử dụng lâu dài được, mà nó sẽ dễ gây những cái phản ứng ở trên da, cũng như kéo dài thì có thể gây tác hại vào cơ thể mình. Thế thì Aquaseline khác những cái sản phẩm ấy ở chỗ nào? Aquaseline nó được chiết xuất hoàn toàn từ những cái nguyên liệu từ cây hữu cơ, và những thành phần đấy là nó có hoàn toàn từ trong cây, ở trong thiên nhiên. Tôi lấy ví dụ như thành phần muối nhôm. Muối nhôm là được chiết xuất từ ở cây nhựa của cây hương nhu, và nó tạo nên một cái lớp gen bao phủ ở trên bề mặt da để ngăn tiết cái mồ hôi ra bên ngoài. Cái thứ hai nữa là nó lại có một cái thành phần chiết xuất từ cái cây hoa cúc. Hoa cúc là một cái thành phần kháng viêm rất là tốt, có mặt trong rất nhiều các loại mỹ phẩm, thì nó làm ngăn cái vi khuẩn phát triển ở trên da đi, để cho nó không lấy cái tiết mồ hôi ấy nữa để nó tạo cái mùi hôi. Và đồng thời nó lại có vitamin B5 và làm cho nó là mềm mịn cái vùng da này. Và chúng ta cũng thấy là nó có cả anantolin và nó có những cái thành phần như pantolin nữa. Thế thì pantolin này nó là những cái thành phần nó cũng chống viêm và đồng thời cũng làm cho mềm mượt vùng da. Thì chính những cái thành phần chống viêm và khử khuẩn và đồng thời ngăn tiết mồ hôi như thế, nó tạo nên một cái sản phẩm Aquaseline vừa ngăn tiết được mồ hôi lại vừa khử được mùi mồ hôi. Và có thể vì là nó tự thiên nhiên cho nên chúng ta có thể sử dụng kéo dài cho các đối tượng rất là nhạy cảm mà vẫn không lo những cái phản ứng phụ. Và hay nữa là Aquaseline lại là một cái sản phẩm mà nó được thiết kế chuyên biệt cho từng đối tượng. Chúng ta có thể thấy rằng ví dụ như tôi với Thảo Vân chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng hàng ngày chỉ để cho thông thoáng ngôi thôi, không bị nhờn bết dính, thì chúng ta có thể sử dụng nó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta có thể, ví dụ như có những đối tượng bệnh nhân của tôi chẳng hạn, thì tăng tiết mồ hôi nhiều quá, mùi mồ hôi nhiều, thì đối với nữ thì chúng tôi sẽ chọn những cái sản phẩm riêng. Và đối với nam thì chúng tôi cũng chọn sản phẩm riêng, bởi vì các bạn cũng biết rằng sự chuyên biệt thì nó sẽ có tác dụng đặc hiệu hơn và nó hiệu quả hơn. Như chuyên gia vừa nói thì chúng ta có thể thấy là một cái sự rất là linh hoạt và tiện lợi, hiệu quả khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm Aquaseline. Và Aquaseline có thể sử dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, từ những người mà có thể bị hôi nách rồi bị tăng tiết mồ hôi nhiều, thông thường nhiều như những người chỉ ra ít thôi. Trong cái đó thì có thể sử dụng cả với những người có thể ra rất ít, hoặc thậm chí có người không ra, không bị lắm, người ta vẫn có thể sử dụng được, đúng không ạ? Vậy thì cái cách mà sử dụng nó khác nhau như thế nào với các loại đối tượng này ạ? Khi mà thăm khám và tư vấn cho các bạn ấy, thì chúng ta sẽ chú ý tới từng đối tượng. Ví dụ như là đối tượng với lại các bạn mà không bị mùi hôi, bởi vì các bạn chỉ cần sử dụng bình thường thôi, thì các bạn sẽ sử dụng một cái sản phẩm nó là có màu xanh nhạt, thì các bạn có thể sử dụng và nó giúp cho cái nách thông thoáng suốt cả 24 giờ, khô ráo và không bị nhờn bết dính gì cả. Thì đấy là được sử dụng cái Aquaseline màu xanh nhạt. Đối với các bạn nữ mà bị nhiều mồ hôi và có mùi mồ hôi nặng hơn thì các bạn có thể sử dụng màu hồng. Và đối với nam giới mà cũng có tăng tiết mồ hôi và bị nhiều cái mồ hôi nách nhiều hơn ý, thì các bạn có thể sử dụng màu xanh đậm. Thì đấy là những sản phẩm chuyên biệt cho từng đối tượng, và đây là những cái sản phẩm rất an toàn, cho nên các bạn vẫn nên sử dụng, có thể kéo dài mà không ảnh hưởng gì. Nhưng tôi cũng lưu ý là để cho hiệu quả của cái sản phẩm Aquaseline nó được phát huy tốt nhất thì các bạn vẫn phải làm vệ sinh sạch sẽ của cái vùng nách của mình thông thoáng đi đã, sau khi tắm, và chúng ta để cho khô vùng nách, và nên bôi vào buổi tối khi thời gian nó giảm tiết mồ hôi nhiều nhất thì các bạn nên bôi.
Và đồng thời nữa là các bạn cũng nên mặc những quần áo thông thoáng để cho bằng vải cốt tông để cho nó thoát mồ hôi ra. Và nếu như có khả năng thì các bạn nên từ khoảng 3 cho đến 7 ngày các bạn nên có thể là làm tẩy cái da chết ở vùng nách để cho nó giúp cho cái lỗ chân lông ở cái vùng ấy nó thông thoáng, nó dễ hấp thu aquaseline hơn. Thì đấy là những lưu ý mà tôi khuyên dùng. Ngoài ra thì các bạn cũng nên hạn chế ăn những cái sản phẩm mà nó có nhiều các cái mùi tinh dầu đặc hiệu như là tỏi chẳng hạn, rồi các cái gia vị mà nó đặc trưng để nó tránh cái mùi mồ hôi ra nó nặng mùi hơn. Chúng ta cũng biết rằng trong aquaseline thì ngoài những cái thành phần của nó đặc biệt đã không chứa cồn, không chứa các cái chất hóa chất độc hại và nó có cả D-pantenol là một cái thành phần chống viêm và đồng thời nó lại làm mềm dịu da ở cái vùng nách này. Nó làm cho đã đỡ viêm rồi nhưng nếu như những cái sản phẩm khác chúng ta bôi vào thì làm cho da nó hay bị khô, nhờn. Thì nó làm cho cái da nó sẽ bị dần dần, nếu mà bôi lâu là nó dẫn tới cái viêm da. Thế nhưng đây là nó lại làm mềm vùng da ở nách luôn. Vì thế các bạn có thể bôi lâu mà nó không việc gì. Và chúng ta cũng biết rằng là trong các cái sản phẩm khác ở trên thị trường thì chúng ta có thể thấy là nó phần lớn là đều chứa cồn và chứa các cái hóa chất, bởi vì là nó có cái sản phẩm cồn, người ta nghĩ rằng là có cái hương liệu nó át những cái mùi kia đi chứ nó không chữa tận gốc giống như là aquaseline. Kính thưa quý vị các bạn, như vậy thì chắc hẳn lúc này quý vị các bạn yên tâm hơn rồi đúng không ạ? Hãy thử làm theo những lời khuyên của chuyên gia, hãy có những lựa chọn hợp lý nhất đối với cái việc mà mình đang quan tâm. Và chúng tôi tin rằng cái sự lựa chọn của quý vị cùng với sự tư vấn của chuyên gia sẽ không làm quý vị các bạn thất vọng. Nếu như có vấn đề gì cần trao đổi và cần xin tư vấn của chuyên gia, quý vị hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900 1259 trong giờ hành chính hoặc số điện thoại 0896 509 509. Hộp thư của chúng tôi sống khỏe a@bacsitivan.vn cũng như trong web bacsitivan.vn sẵn sàng chia sẻ với quý vị và các bạn. Còn bây giờ cho phép chúng tôi được gửi lời chào tạm biệt tới quý vị và chúc quý vị các bạn có một tuần mới làm việc hiệu quả, vui vẻ và nhiều thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tiêu chuẩn để lựa chọn loại lan khử mùi hiệu quả: 1. Sản phẩm thuộc dòng dược mỹ phẩm có tác dụng kép, vừa có công dụng ngăn tiết mồ hôi vừa trị được mùi hôi vùng nách. 2. Sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên, an toàn để sử dụng lâu dài, không mùi, không cồn, không dính nhanh, không gây thâm nách, không gây ố vàng áo hay các thành phần độc hại. 3. Nên lựa chọn sản phẩm của các dòng chuyên biệt lan nách nam và lan nách nữ, phù hợp với tình trạng bệnh nặng nhẹ, kể cả những người không gặp phải tình trạng ra mồ hôi hay mồ hôi vùng nách. 4. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm chứng lâm sàng và được chứng nhận bởi cơ quan y tế có thẩm quyền. Aquaseline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu.